nói cho cô biết, công an họ vừa tìm tới đây, họ nói chiếc nhẫn của cô nằm tại hiện trường một vụ án mạng. Tôi có việc phải vào công ty, cô nên đi lấy chiếc nhẫn về. Nếu như thật sự nó còn. Trời ơi, sao mình bất cẩn vậy chứ? Sẽ không ai biết đâu. Chắc là không có ai biết đâu. Alo. Anh Việt Lâm xảy ra chuyện rồi. Tới bệnh viện mau lên. Việt Lâm, anh ta bị sao? Bị tai nạn nhưng không còn nguy hiểm. Cậu có nghe tin bác sĩ Tài bị sát hại chưa? Alo. Anh chở tôi đi đâu vậy? Tới nơi rồi sẽ biết. Nóng vội làm gì? Mình quên trên xe còn có camera. Mình phải tới đó. Nhưng mà bây giờ cảnh sát đã phát hiện ra ông ta bị sát hại rồi. Họ chắc chắn sẽ điều tra xe hơi của ông ta. Mình phải bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh. Không được hoảng sợ. Mình phải bỏ trốn thật xa. Đúng rồi, má từng nói muốn trốn đi cùng mình. Mình phải đi trốn. Mình đi má. Mình đi liền đi má. Có chuyện gì vậy con? Không có chuyện gì hết. Không có chuyện gì mà sao con gấp rút như vậy? Không phải má nói với con là con nên trả hết tất cả mọi thứ cho chị Minh Anh. Con với má sẽ đi trốn làm lại cuộc đời. Bây giờ con nghĩ thông suốt rồi. Con sẽ trả lại cho chị ấy tất cả mọi thứ. Mình đi liền nha má. Má à, muộn rồi con. Chị của con đã nhớ ra hết mọi chuyện từ lâu rồi. Má, má không biết chuyện đó nữa hả? Vậy con cũng biết rồi sao? Con cũng mới biết. Mình đi liền đi má. Không, bây giờ mọi chuyện đã phơi bày ra hết rồi. Má con mình không thể trốn chạy được nữa. Phải ở đây để chuộc tội. Má làm sao vậy? Mỹ Anh à, hai má con mình phải dành phần đời còn lại để bù đắp cho chị Minh Anh. Không đời nào. Má không đi với con thì thôi, má cứ việc ở lại. Tiền bán nhà đâu, má đưa con đi. Con đi một mình cũng được. Trời ơi con ơi, bán một căn nhà chứ có phải là bán một con gà một con vịt đâu hả con? Mỹ Anh, trời ơi, tại sao mày dám làm cái chuyện trời không dung đất không tha vậy hả? Tại sao mày cướp đoạt cuộc đời của chị mày? Cái con này, cô không giúp được gì cho con thì thôi, cô không có quyền nói này nói nọ. Trời ơi nè chị hai, nó đi rồi kìa. Chị, nó đi đâu vậy kìa? Chị cũng không biết nữa.
không biết nó có gây thêm tội lỗi gì nữa không, hay là khi biết con Minh Anh đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi nó hoảng sợ nó bỏ trốn. Hả? Nó bỏ trốn? Đánh cắp số phận, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.